Alo. Ok, xin chào mọi người. Bắt đầu buổi học luôn nhé. Mọi người nghe rõ và nhìn rõ không nhỉ? Xem bài nào, xem mọi người nghe rõ và nhìn rõ bài không? Cái ba. Nào, bắt đầu làm bài luôn nhé mọi người. Số 1 nào. À, một tí nhé các bạn, lớp trước đăng ta. Ôi nào, khẩn trương về nào, khẩn trương về nào, khẩn trương về. Rồi nào, bắt đầu làm bài nhé mọi người. Nhi nào, Dũng nào, Phương Hiền, Phương Anh nào, Chi Hương Vi nào, bắt đầu làm bài nha. Rồi hôm nay mình có một buổi luyện đề tiếp thôi, thì nội dung kiến thức thì mình đã học xong rồi. Rồi câu 1 đáp án gì nào? Rồi, có bạn C, bạn D rồi. Câu 1 nha. Điều kiện ở đây sẽ là có căn đúng không? Thì điều kiện ở bên điều kiện của căn là cái bên trong căn lớn bằng 0, x cộng 3 lớn bằng 0. Có mẫu đúng không? Điều kiện của mẫu là 2x trừ 1 phải khác 0. Vậy thì từ đây mình sẽ có được là x phải lớn hơn hoặc bằng âm 3 và x khác 1 phần 2 đúng không? Vậy tập xác định ở đây sẽ là D bằng lớn bằng trừ 3, nghĩa là từ trừ 3 đến dư vô cùng đúng không? Trừ đi phần tử 1 phần 2. Vậy đáp án chính xác là đáp án C nhé. 1C. Ok. 2 nào. 2A. À, thấy như bạn ra A đúng không? Nào, câu 2 nhé. Câu 2 cách làm mình sẽ như sau này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, nó đi qua đỉnh trước đúng không? Đỉnh ở đây mình có đỉnh x bằng 2. Đó mà toàn bộ đỉnh bằng trừ b trên 2a. Trừ b trên 2a, mình xem cái nào nó bằng 2. Đó thì mình hay kiểm tra đỉnh trước. Lấy cho ra bài này mình có khá là nhiều hướng có thể đi. Nha, có thể kiểm tra một có thể đi qua điểm trước chẳng hạn, nên là mình nên kiểm tra đi qua đỉnh trước nhá. Thì đỉnh ở đây là trừ b trên 2a đúng không? Mình kiểm tra thử này. Xi ở đây sẽ bằng là trừ 4 chia cho 2a là trừ 2 bằng 2, vậy cái này có vẻ ổn này. Nhưng mà từ giờ mình kiểm tra hết đã nhá. Cái này thì sao? Không được rồi. Trừ b là 1 đúng không? Trên 2a là trên trừ 4, không phải rồi. Cái này là trừ b là 4 này, trên 2a là trên âm 2, cũng không được đúng không? Em bằng âm 2. Trừ b trên 2a trừ 4 này, trên 2a là trên 2 bằng 2, ok. Vậy thì còn a với d đúng không? A với d được. Và sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách cho nó đi qua, hoặc là có thể thay tiếp bằng điểm điểm y vào. Điểm y vào, ở đây mình có được là x bằng 2 thì y bằng 1. Y ở đây bằng 1. Đó, x bằng 2, y bằng 1, lắp thử vào đây đúng không? Lắp x bằng 2 vào thì ở đây mình có y sẽ bằng là trừ 4 này, cộng 8, trừ 3, bằng 1, được này. Lắp thử vào đây nhá. Y ở đây sẽ là lắp 2 vào, 4, trừ 8, trừ 3, không ổn rồi. 4 trừ 8, trừ 3, nó phải là trừ 7. Đó, đây phải là 1 chứ đúng không? Phải khoanh an. Đó, kiểm tra đỉnh là xong. Còn nếu mà vẫn đỉnh mà vẫn không có thể chuyển loại đoán nhé, thì mình thấy nó đi qua điểm 1 0 này, 3 0 này. Đó, đi qua thêm một ý nữa nhé, đi qua điểm 1 0 hoặc đi qua điểm 3 0. Đó, mọi người nốt vào vở đi nào, lấy cuốn vở ra nốt lại nhé, chứ không phải chỉ có ngồi đấy không. Đó, chỗ nào mà cần thiết thì sẽ nốt lại cho thầy. Còn không thì mọi người làm nhanh thôi.
Rồi. Câu 3 dễ quá nhá, phát xong luôn nào. Câu 3 này. 3 này một phát xong luôn nào. Tọa độ định y vừa nhắc đúng không? Trừ b chia 2a nó bằng là 2 chia cho 2 đấy, 2 nhân 1 đúng không? X bằng 1. X bằng 1 y nào. Lấy 1 lắp vào đây nhá, lấy 1 lắp vào cái ban đầu. 1 bình này trừ 2 nhân 1 này cộng 5 này. 1 trừ 2 cộng 5. 4 đúng không? Vậy điểm y là 14, đáp án chính xác đáp án D. Sao đấy, vấn đề gì ạ? Rồi. Câu 4. Áp quanh cái đề trên này. Trên bút nhà. Ok. Câu 4 nè. Giá trị lớn nhất của m, giá trị lớn nhất là m nhỏ của hàm số này trên đoạn từ 0 đến 4. Ok, vậy thì câu này mình có câu này mình có hai kiểu làm. Một là mình làm theo kiểu tự luận. Một là mình làm theo kiểu tự luận là mình lập bảng biến thiên. Mình làm theo kiểu tự luận là mình lập bảng biến thiên. Hai là kiểu mình bấm máy tính. Thì ở đây hướng dẫn mọi người cả hai kiểu luôn nhá. Thì đầu tiên đó là bài nếu mà làm tự luận này. Thì mình lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Ở đây mình có được là x này, y này. Bảng biến thiên. Đỉnh của parabol này, đỉnh là trừ b xy bằng trừ b trên 2a đúng không? Thay số luôn nhé. Trừ b là trừ 4 là 4 này, chia 2a là trừ 2 đúng không? Vậy nó bằng âm 2. Âm 2. Rồi, xem parabol này đi như nào. Ở đây các bạn nhìn thấy hệ số a bằng âm 1 không? Cái số a âm 1, vậy thì parabol này nó đi theo kiểu như này rồi. Đó, nếu a a âm đúng không? A âm thì sẽ quay xuống. Đó, còn a dương thì lại quay lên như này. Rồi đây a mà âm 1 này, quay xuống đúng không? Vậy nó sẽ đi xuống rồi đi lên. Rồi, sau đó thì mọi người điền 0 4 vào. Mình xét đoạn từ 0 đến 4 mà 0 ở đâu? 0 thì phải lớn 2 đúng không? 4 phải ở đây đúng không? Đó, 0 4 dòng xuống đây. Dòng xuống đây. Đó, còn lại mình bỏ nhá, mình chỉ nhìn đoạn từ 0 đến 4 thôi. Đó, nghĩa là mình sẽ chỉ xét cái đoạn này thôi. Rồi, thân cho nhìn bằng mắt thôi mình đã thấy được đúng không? Cái thấp nhất chính là mi nhé, cái nhỏ nhất chính là mắt đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ thấy là đây chính là mi này, vị trí này chính là mi này, vị trí này chính là mắt này. Rồi các bạn lắp không vào hàm số ban đầu thôi, lắp không vào hàm số ban đầu và lắp lắp không vào đây. Đó thì mình được không vào thì được 3 đúng không? Lắp 4 vào. 4 thì được là trừ 16 này. Trừ kem bấm máy rồi. À thì vẽ nhầm, sorry mọi người. Quay xuống mà đâu phải vẽ này đâu, quay xuống mà. Quay xuống thì nó phải đây như này, đây và đây đúng không? Đấy, rồi giống đây. Giống xuống đây. Rồi, đây mới là mắc đúng không? Đỉnh trên này đỉnh là mắc. Đó, không mới là mắc đúng không? Lắp không vào đây là 3 đây. Lắp 4 vào. Lắp 4 vào đây mình được là trừ 16 này. Trừ 16 tiếp này là trừ 32. Trừ 32 cộng 3. Trừ 32 cộng 3 là 29. Âm 29. Âm 29. Rồi. Vậy đây chính là min này. Đây chính là min. Và đây chính là mắc. Đó. Đây là đáp án chính xác của mình là đáp án A. Mắc bằng 3. Min bằng trừ 29. Ok. Đấy là cách làm tự luận là mình sẽ lập bảng biến thiên. Còn ra còn một cách nữa đó là mình bấm máy tính Casio. Thì bây giờ đi thi đại học hiện tại theo hình thức thi hiện tại là thi trắc nghiệm nhé mọi người. Thế nên là ngoài việc các bạn làm được bài mình cần phải làm nhanh nữa thì đôi khi cái cách làm tự luận nó sẽ hơi lâu đúng không? Thì mình sẽ có một cách để mình bấm máy tính nhanh hơn này như sau. Đó là một người máy tính nha nhá, bấm cùng thầy này. Thì ở đây mình sẽ dùng cái tìm min max nhá, bấm Casio tìm min max. Casio tìm min max. Thì đầu tiên đó là mọi người dùng chế độ table ở trong máy tính.
Table bấm kiểu gì? Table là đối với cả máy 570 thì là 17. Máy năm thầy đang dùng ở trên màn hình góc trên này thì là một máy 580 thì là 18. Còn một người bấm máy 570 là 17. Sau Fx ở đây các bạn nhập cho thầy cái hàm số mà mình cần tìm Vmax này. Đây chính là trừ x bình trừ 4x cộng 3. Đó, cái x máy 570 thì bấm alpha x nhé. Rồi, bằng. Nếu mà ra gx thì bằng thêm một lần nữa. Còn nếu mà không ra gx trừ thì thôi. Bằng này. Đó, nó sẽ ra được là start end và step đúng không? Một số bạn máy 570 có máy 580 có thể tiếng Việt thì là bắt đầu kết thúc với cả bước. Đó, còn các máy 570 thì cũng sẽ tiếng Anh như này. Thì ở đây mình sẽ cho start này. Start của mình sẽ là số đầu nhá, số đầu chạy từ nó chạy từ 0 đến 4 đâu. Nó chạy từ 0 đến 4 vậy start bằng 0 này. End bằng 4 nhá. Đó và step nhớ này. Step mình sẽ luôn lấy cuối trừ đầu. 4 trừ 0 là 4 này, 4 trừ 0 này. Cuối trừ đầu này rồi chia cho tùy từng máy. Cái này thì chia cho tùy từng máy, chia càng nhiều khoảng thì càng chính xác. Đó, thì ở đây thì máy nào thì có thể chia được cho 19 nhá. Nhưng mình chia thành 20 khoảng. Cái hiểu rõ hơn về việc tại sao bấm máy tính cái này thì thầy sẽ nói trong năm lớp 11 sau nhá. Thì năm 1 thì mọi người sẽ cần phải học kỹ những cái kỹ thuật bấm máy tính này để giải quyết bài cho nhanh. Nhưng ở đây thì mọi người cứ hiểu là chia cho 19. Máy nào chia cho 19 được? 4 này. 0 này. 4 trừ 0 đúng không? À xin lỗi, 0 4 chứ. 0 này, 4 này. 4 trừ 0 là 4 này, chia cho 19. Rồi. Và sau đó thì các bạn tìm min max. Min max thì mọi người nhìn vào cái cột Fx nhé. Đây tìm min max các bạn tìm vào cột Fx, nhìn vào cột thứ hai. Đó mình dò dò xem đâu là cái lớn nhất thì nó là max. Đó, đâu là cái nhỏ nhất thì nó là min. Thì ở đây mình nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy cái dòng đầu tiên không? Đó 3 đúng không? Và kéo xuống đây. Chỉ giảm thôi. Chỉ giảm thôi. Các bạn nhìn vào bảng biến thiên đấy, nó chỉ đi xuống này. Cái hàm số mình đi xuống từ 3 đến đến âm 29 mà, vậy thì chắc chắn nó chỉ giảm thôi. Đó. Và cái dòng cuối cùng của mình là âm 29 đâu. Đó, cái dòng cuối cùng là âm 29, vậy thì min bằng trừ 29 và max là mình là dòng đầu tiên là max bằng 3. Đó thì đấy là cách bấm máy tính thì tìm min max của một cái hàm số. Ok, xong rồi nhá. Ok. Phương Anh có hiểu không? Thỉnh thoảng hỏi mọi người một tí. Không, không hiểu chỗ nào đấy. Không hiểu cách tự luận hay là không hiểu cách bấm máy tính. Cách bấm máy tính nó chỉ đơn giản là việc thử đáp án thôi. Là việc mình cho nó chạy từ 0 đến 4 thôi. Sau đó mình dò xem cột nào là cột lớn nhất thì nó là max, cái nào nhỏ nhất thì nó là min. Không hiểu thì em có thể bật mic lên nhá, em có thể trao đổi lại cho chỗ này. À cái step á, cái step là cuối trừ đầu đó, cuối cứ n là cuối đấy, đầu là start đấy. Đó. 4 trừ 0 là 4 này, chia cho 19. Nghĩa là mình sẽ chia thành 20 khoảng. Đó, và nó sẽ tính cho mình 20 khoảng đấy, nó sẽ chia từ 0 đến 4 nó thành 20 khoảng. Đó. Hiểu nôm na là như thế. Bởi vì máy tính thì tối đa máy máy 570 tối đa là chia cho 20 khoảng. Đó, thì mình sẽ chia cho 10, 10 chia 19 là mình có 20 khoảng. Đó, 19 là tối đa, chia càng nhiều khoảng đáp án mình càng chính xác. Ok nhá, câu 5 nhá. Nó là cái bấm máy tính thôi. Thì hôm nào mình sẽ nói kỹ hơn về phần này nhá. Hôm nào mình sẽ nói kỹ hơn. Ok, rồi, câu 5 đi. Câu 5 là mọi người. Câu 5 nào. Cái này chính là cái trong trái cuối cùng đây đúng không? Cái trong trái cuối cùng đây. Và mọi người nhìn thấy đó là nếu mà âm âm này ở giữa bằng 0 này. Vậy cái phương trình này sẽ có môn nghiệm bằng 2 nhá. Nghiệm kép. Và bây giờ chỉ có môn nghiệm bằng 2 rồi mà nó là nghiệm kép. Mọi người tìm ra phương trình nào có nghiệm bằng 2. Máy tính hoặc là nếu bạn nhẩm được tốt, nhẩm được nhanh thì tốt, nhẩm được nhanh thì nó là cái đầu tiên này. À không, không, nó là phải được cái đầu tiên. Cái này là cái này có nghiệm bạn ở máy tính ra được x bằng 0 đúng không? Ừ. Vậy nó sẽ là 2 này.
và nó sẽ cùng dấu với A nhé, cùng dấu với A, đây A là 1 này, nó phải dương dương nhé. Đó, nghiệm kép ấy thì sẽ cùng dấu với A. Đó. Cái này thì sao? Cái này bằng máy tính thì ra được hai nghiệm, cái đoạn B thì bằng máy tính ra được hai nghiệm rồi. Không phải A nhé, V nhá. Thầy cũng mới đầu thầy nhìn nhanh cũng tưởng là A đấy, nhưng không phải A nhá. A nó phải là dương dương, đây là A này. A thì cái dấu của Fx nó phải như này. Đó, nó cùng dấu với A mà, không phải A nhá. B nhá, B thì bấm máy ra thôi. B thì bấm máy ra nhưng mà chắc chắn là không được rồi. Nhìn thấy thôi là không được rồi. Bởi vì nó có hai nghiệm đúng không? 1 với cả 5. Vậy thì 1 với cả 5 nó phải là dương âm nhầy đúng không? Chứ đâu phải bảng bị thiên nhầy đâu. Đây bảng xét dấu nhầy đâu. Đó, không phải, không phải, không phải. C. Chắc là C đấy, nhìn thôi chắc là giống C rồi. Trừ 1 này, 4 này, trừ 4 này. X bằng 2. C nhá, đây là C này, 2 này. Có đúng một nghiệm không? C có đúng một nghiệm không? A âm này, âm âm, đây mới đúng nhỉ. Đây mới giống hệt đúng không? Vậy C nhá. Đây là trường hợp khi mà ra một nghiệm đấy. Thì hai cái khoảng của một nghiệm đấy nó sẽ cùng dấu với A. Nó sẽ cùng dấu với A. Rồi cứ hình dung là khi mà ghép hai nghiệm lại với nhau ấy, hai mà ghép 1 với 5 sát vào nhau ấy. Đó, thì nó sẽ cùng dấu với A, nó sẽ cùng một dấu. Ra nghiệm kép thì nó sẽ cùng một dấu. Vậy đó là C nhá, không phải A nhá, 5C. Ok. Rồi, câu 6 nào mọi người. Câu 6 ấy đúng là trong trái và cùng thôi. Nhanh nào, những câu 6 là câu 6 thì ra một số máy bấm bấm được đúng không? Bấm được hẳn bấm phương trình luôn. 5 VN bấm được đúng không? 5 VN với là 580 bấm được luôn. Không, mọi người giải trong trái và cùng bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Bấm tính trắc nghiệm là bao nhiêu nào? Bấm đây trắc nghiệm nhá. Là 2 này trừ 5 này 2 này có nghiệm là 2 và 1 phần 2 x bằng 2 với cả 1 phần 2 thì 1 phần 2 phải trước đúng không, rồi đến 2 đúng không, trong trái nào 2 2 dương đúng không, âm này dương này dương này, trong trái ngoài cùng mình cần nhỏ hơn nó bằng không, vậy thì mình sẽ lấy là âm đúng không, thì mình lấy trong khoảng hai nghiệm này. Vậy từ đây mình sẽ có được là có lấy dấu bằng nhá. Vậy thì là 1 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ bằng 2. Vậy thì kết luận tập nghiệm S của mình sẽ là ngoặc vuông 1 phần 2 cho tới 2 ngoặc vuông. Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án D nhá. 6D. Câu 7 nào. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình. Bình phương hai vế lên thôi. Xong rồi nhớ thêm động tác thử lại nhá. Đó. Còn bình thường thì đấy là cách giải sách giáo khoa nhé, thì mình cứ theo cái giải sách giáo khoa thôi. Đó, mình các năm khác ấy, thì mình sẽ giải theo kiểu là mình sẽ đặt điều kiện trước, xong rồi mới bình phương hai vế. Đó, xong rồi so sánh điều kiện. Còn trong sách giáo khoa những cái năm năm mới nhất này thì người ta giải theo kiểu là bình phương hai vế, xong ra được nghiệm xong rồi mình thử lại xem có đúng không. Nào, bảy nhanh nào mọi người, bảy nào. Bình hai vế nào, bình hai vế này. Bình thì mất căn đúng không? Bình thì mất căn mình có được là viết là nháp đây các bạn, nháp đây nào. Cùng làm bài nhá, cùng làm bài thì buổi học học nó mới hiệu quả được. Các bạn nghe thôi thì không hiểu đâu. À nghe nghe thôi không phải là không hiểu, nghe thôi thì có hiểu nhưng mà nó sẽ bị rơi vào cái phần nó gọi là ở trong não bộ mình nó gọi là rơi vào phần trí nhớ thao tác. Đó, đấy là một loại trí nhớ ngắn hạn. Thì các bạn nói chung là những cái gì nó nằm trong cái miền trí nhớ ngắn hạn thì nó sẽ không lưu lại được lâu và nó sẽ không thành thục. Các bạn sẽ không gọi là khi mà các bạn bắt tay vào bài kiểm tra, bắt tay vào tự làm ấy thì các bạn sẽ không có được kỹ năng làm bài. Đó, nhưng mà khi mà các bạn đã làm rồi này, là nhất là làm bài kiểm tra nhé. Nhưng làm bài kiểm tra đó thì nó sẽ lưu vào trong cái trí nhớ gọi là trí nhớ dài hạn và mình có thể thành thục cái kỹ năng làm bài đấy hơn. Rồi, nói chung là cần phải bắt tay vào làm. Chứ nghe thôi hiểu không giải quyết được vấn đề. Cái mình hướng tới là việc làm được bài. Rồi, sau đó chuyển vế của dấu sang đúng không? 3x bình trừ chuyển 2x sang này, trừ 6x chuyển 5 sang này, trừ 9 bằng 0. Đó, bấm máy. 3 trừ 6 trừ 9. 3 với cả âm 1.
Rồi sau thử lại nhá, làm bước thử lại nhá. Làm bước thử lại, thay 3 vào, thay 3 và 2 về. Thay 3 và 2 về xem nó có đúng không. 3 này nhân 3 bình này. Trừ 4 nhân 3 trừ 4 căn 11. Với lại căn 11 nha. Đấy còn lại nào, 2 nhân 3 cộng 5 căn 1 đúng rồi, 3 đúng nha, một nghiệm này. Trừ 1 nào, trừ 1. 3 nhân trừ 1 bình thì là 1 thôi. Trừ 4 nhân trừ 1 nhập luôn thành cộng 4 này. Trừ 4. 3. 2 nhân trừ 1 là âm 2 luôn nha. Cộng 5. Căn 3 đúng không? Cái bây giờ căn 3 với cả hai nghiệm đều lấy nhá. Cả hai nghiệm đều lấy thì bài tổng các nghiệm đúng không? Vậy tổng các nghiệm x1 cộng x2 đấy. Ba trừ một bằng hai b. Thật ra cái này mình cũng có thể dùng VS để có thể xử lý nhanh hơn được. Rồi câu 8 nào, sang bài đếm nào, sang bài đếm câu 8. Một đội văn nghệ được chuẩn bị hai vở kịch, ba điệu múa, 6 bài hát. Tại hội diễn văn nghệ mỗi đội chỉ được trình diễn một vở kịch, một điệu múa, một bài hát. Hỏi được văn nghệ trên có nhiều cách để trình diễn, biết chất lượng của vở giỏi. Ok, dễ nhỉ. Câu 8 nào, chọn một vở kịch, chọn một điệu múa, chọn một bài hát rồi nhân lại với nhau thôi là xong đúng không. C1 chọn một vở kịch, C12 chọn một điệu múa, C13 chọn một bài hát, C16 C12 là 2, C13 là 3, C16 là 6. 6 nhân 6 này, 36. 36 cách, đáp án B. Đơn giản. Ok, tất cả đều làm đúng rồi. Chuyển tiếp này. Ok, các bạn nào muốn muốn lên lấy đề sớm hơn thì có thể xem trên group nhá, thì cũng có gửi trên group rồi. Ok, bạn hiện thấy làm khá là nhanh rồi. Câu 9 nào. Một hộp gồm 6 bi vàng, 9 bi xanh. Số có hỏi có bao nhiêu cách chọn hai viên bi có hai viên bi vàng. Rồi, đúng trường hợp không? Hai vàng thì phải ba xanh không? 5 viên mà. 5 viên tất cả đúng không? Thì có hai vàng thì phải ba xanh đâu. C 2 6 nhân nhá. C 3 9. C 2 6 nhân C 3 9 đáp án chính xác là D. Ok. Có bạn sang câu thứ 13 đấy. Câu 10 nào. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất hai lần, gọi A là biến cố mặt sấp xuất hiện. Hai lần đúng không? Mặt sấp xuất hiện nghĩa là ít nhất một mặt sấp. Nghĩa ít nhất một mặt sấp. Xác định biến cố A. Đáp án gì nhỉ? Mặt sắp xuất hiện đúng không, làm gì có ngửa ngửa ở đây đúng không, a bỏ này, ngửa ngửa bỏ này, a ngang, sorry sorry mọi người, a ngang, a ngang, a ngang à, mặt sắp xuất hiện, a là mặt sắp xuất hiện, vậy a ngang là mặt sắp không xuất hiện đúng không, a ngang nghĩa là mặt sắp không xuất hiện, có nghĩa là không được có mặt sắp ở trong kết quả của mình. Vậy thì a ngang ở đây là mặt a vẫn bỏ này đúng không, vì nó có sắp này, bỏ này, ngửa ngửa khoanh b luôn đúng không, đây đúng không, ngửa sắp thì có sắp rồi nè, đấy cũng có sắp đúng không, B 10B. Mọi hiểu vấn đề không nhỉ? Biến cố A là mặt sắp xuất hiện đúng không, biến cố A ngang là ngược lại với A đấy, vậy ngược lại với A có nghĩa là mặt sắp không xuất hiện mà gieo hai lần, mà tung động mà tung hai lần đúng không, tung hai lần thì phải mặt sắp không xuất hiện thì có nghĩa là ngửa ngửa thôi đó nhá. 10 xong nhá, đơn giản. 11 nào. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần, xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm, ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Các bài liệt kê cũng được, hoặc đếm như kiểu bù trừ cũng được, đếm kiểu a ngang cũng được đấy, hoặc là tùy tùy mọi người. Các bài đếm theo hai kiểu nào, 11 nào, gửi đáp án nào các bạn, đơn giản liệt kê đã cũng được, mọi người liệt kê đã được. Làm kiểu hai cách nhá, cách trực tiếp nhá.
n omega nào. Gieo một xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần, dạy rồi đúng không? 6 nhân 6 không? 36 này. Ở đây đếm trực tiếp nhá, thì ở đây mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần đúng không? Vậy thì nó sẽ là 61 này. Nhưng mà liệt kê là nhiều phết nhỉ. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 nữa. Đó, vậy liệt kê ra thì cũng nhiều đấy. 62, 63, 64, 65, 66. Còn 16 nữa. 26 nữa. Ít nhất một lần mà. Bởi vì có thể lần 1 hoặc lần 2 đúng không? 36, 46, 56, 66 đến rồi nhá. Đó, vậy thì mình có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. NA 11. Suy ra PA 11 phần 36. NA trên N omega 11 phần 36. Đấy, đếm với kiểu trực tiếp. Các bạn đếm sai nhá. Chi. Chắc em đếm nhầm 66 hai lần à? Để đếm được trực tiếp, đếm được gián tiếp. Gián tiếp đếm A ngang đúng không? Gián tiếp này. N omega là bằng, vẫn là 36 nhá. NA ngang nào. NA ngang. Xuất mặt A là xuất hiện mặt ít nhất một lần, ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 đúng không? Vậy A ngang là không có lần nào xuất hiện mặt 6. Các chú ý nhá, ngược lại ít nhất một, ngược lại ít nhất một lần 6, xuất hiện mặt 6 là không có lần nào xuất hiện mặt 6 đúng không? Vậy thì có nghĩa là lần 1 mình có thể là từ 1 đến 5 không? Không không lần 1, cả lần 1 và cả lần 2 đều không được ra 6. Vậy thì lần 1 có thể là từ 1 đến 5 đúng không? Có 5 cách đúng không? Lần 2 thì cũng là từ 1 đến 5, 5 cách nữa là 25. Đó, và sau đó thì mình có được PA ngang bằng 25 phần 36. Và từ đây mình có được PA bằng 1 trừ PA ngang. Đó, 1 trừ 25 phần 36 là 11 phần 36 đúng không? Đó, vậy thì ở đây dù làm cách nào thì cũng ra được là bản C nhá. Đó, mọi người có thể chữa hai cách này vào đi. Chữa hai cách này vào. À, câu này thì đếm trực tiếp được vì nó ít trường hợp, nhưng mà những cái bài tập mà có từ ít nhất ấy, thì mình hay đếm ngược lại hơn nhá. Câu hỏi ít thì liệt kê được đấy, nhưng mà có những bài mà nó không liệt kê được, nó nhiều lắm thì không liệt kê được, thì mình nên đếm nó kiểu ngược lại, đếm A ngang nó ngược lại ít nhất một lần thì là không lần nào, không có lần nào sáu cả. Rồi tiếp số hạng thứ ba trong khai triển của x trừ 2 mũ 5 thành ra thức theo lũy thừa giảm dần của x. Rồi số hạng thứ ba đúng không? Câu này thì đơn giản thôi, mình có thể khai triển ra bình thường. Mình mũ 5 mà đúng không? Mình khai triển ra như bình thường. Và sau đó mình đếm thêm số hạng thứ ba là bao nhiêu. Đó thì thầy nghĩ là nên làm theo kiểu đơn giản thế thôi, không phải nghĩ nhiều. Nào, hệ số của mình là gì nhỉ? Có nhớ không? Có nhớ khai triển này không? Mũ 5 thì mình nên học thuộc hệ số đúng không? 1, 5, 10, 10, 5, 1 đúng không? 1 này, x mũ 5 này, cộng 5 x mũ 4 rồi giảm rồi nhường x là a đúng không, trừ 2 là b không đó, rồi a sẽ nhường dần mũ cho b đúng không, thì đầu tiên là a mũ 5 này, xong rồi a nhường một mũ cho b là trừ 2 nhá, mũ 1 nha, cộng 10 x mũ 3 nhân trừ 2 bình đúng không, thì đề bài nó bảo là số hạng thứ ba, vậy thì nó chính là số này đúng không, vậy thì mình dừng ở đây được rồi, mình không cần phải khai triển đầy đủ ra đúng không, nếu mà số thứ ba mà nó chính là cái này đó, vậy thì nó sẽ bằng, nó chính là cái đây nhá, nó chính là cái này đó, và nó sẽ bằng 10 nhân với cả âm 2 bình là 4 đúng không, 40 mũ 3, 40 mũ 3. Rồi mọi người xem đáp án nào là 40 mũ 3. A bỏ rồi, B bỏ rồi, C nào, C có thể là 40 không, 4 nhân 5C2. Rồi chính xác rồi. 4 nhân 5C2 bằng 40, 40 mũ 3 chuẩn bằng C. Đó, thì mình chỉ cần dừng ở ở cái số thứ ba thôi, thì bài bảo hỏi số thứ ba mà. Mình dừng ở số thứ ba là đủ rồi. 12C nhá. Rồi, tiếp tục. 13 nào.
13, ô 13 thì là số các chỉnh hợp, công thức của chỉnh hợp thôi đúng không? Công thức của chỉnh hợp thôi, công thức của chỉnh hợp AKN đấy. AKN bằng N giai thừa chia N trừ K thay thừa nhá. Đó, vậy đáp án 13 là C. Rồi, tiếp 14 nào. 14. Vector chỉ phương thẳng D. 14 là mọi người tất cả các bạn đều làm cái 14 này nào, 14 nhanh nào. 14, thấy bạn Hiền đã làm rồi. 14, đây là phương trình gì? Đây là phương trình tổng quát đúng không? Phương trình tổng quát thì đầu tiên mình có được n trước nhá. Đầu tiên mình có được n thôi, tổng quát mà là n, hãy số y 2 và âm 3. Đó, và từ đây mình suy ra u đúng không? Nó thì mà hỏi chỉ phương mà, chỉ phương là u mà. Vậy thì ở đây mình có được u sẽ bằng đổi chỗ hai cái trong nhau và thêm nó trừ vào một trong hai cái. Thì ở đây thì đổi chỗ là trừ 3 này và 2 này, thêm nó trừ vào đâu thì giống đáp án nhá. Thêm dấu trừ vào 2 này. Đó thì mình được trừ 3 trừ 2 đúng không? Thì là A đúng không? Rồi phương nhầm nhá. Phương thì mới chuyển chỗ hai cái thôi, em chưa thêm dấu trừ một trong hai cái. Phải đổi chỗ hai cái thêm dấu trừ một trong hai cái nữa, vậy là nó trừ 3 trừ 2 đúng không? Đáp án A nhá. Các bạn nhìn thấy câu này nó bị vấn đề gì không? Cái câu này đáp án nó bị vấn đề gì không? Chỉ phương mà lại ký hiệu là N. Chỉ phương tất cả đáp án lại ký hiệu N. Rồi, lỗi đúng không? Lỗi đáp án đấy phải là u chứ đúng không? Rồi tiếp nhá, 15 nào. 15 đó, đi nhanh như bài tự mình sẽ có một đề, đây là đề của các bạn trường Kim Liên, để ôn tập các bạn trường Kim Liên. Thì thầy đã tham khảo cái chương trình của các bạn, nó rất là cồng kềnh, phức tạp kinh khủng luôn đấy đó. Không nói về chuyện ba sách khác nhau nhá, không lại còn về cái gì là cái tốc độ các trường và cái đề cương các trường nữa, nó lại còn khác nhau nữa. Có trường nó chỉ giới hạn trong phần này, có trường nó chỉ giới hạn ở trong phần kia thôi. Và thì thầy thấy là thầy phải chọn rất là kỹ đấy, chọn cực kỳ kỹ mới ra là một cái đề mà nó gọi là nó phù hợp với tất cả các bạn, nó phù hợp với cả đề cương. Thì hôm chủ nhật thì thầy đã xem đề cương của tất cả các bạn rồi. Đó, thì nhìn cơ bản là đề này là đề hợp lý nhất, đề là đề của trường Kim Liên. Câu 15 nào. Phương trình có 2 điểm, phương trình tham số đúng không? Phương trình tham số. Nào, ra chưa? Đầu tiên đúng không? Tham số mình cần phải tìm vector đi qua một điểm và vector chỉ phương nhá. Tham số mà cần chỉ phương thì tính vector AB trước đúng không? Trừ 3 trừ 2 là trừ 5, 4 trừ trừ 1 là 5. Ở đây mình có thể lấy là trừ 1 1 đúng không? Rồi, và sau đó nó phương trình AB thì mình sẽ đi qua A hoặc đi qua B, đi qua A hoặc đi qua B, 2 trừ 1 là vector chỉ phương của mình chính là vector AB thôi nhá, bởi vì vector chỉ phương là vector song song hoặc là trùng với AB mà, song song hoặc trùng với đường thẳng đấy, thì đường thẳng AB đây đúng không, chưa điểm AB đúng không, thì lấy đi vector AB luôn là vector chỉ phương là hợp lý rồi, trừ 1 1. Rồi ok nhá, và ở đây mọi người thấy là nếu mà thầy lấy điểm A, nếu mà thầy lấy điểm A là 2 trừ 1 với chỉ phương là trừ 1 1 thì nhiều khi nó không ra được, nó không giống kết quả đúng không? Thì lẽ ra nó phải ra được nhỉ, lẽ ra nó phải ra được là x bằng 2 trừ t, y bằng trừ 1 cộng t đúng không? Rồi, thì mọi người chú ý nhá, đó là đây là cái vấn đề thường xuyên mình gặp phải ở trong trong cái phương trình tham số. Đó là nhiều khi kết quả phải tính được, nó lại không có theo đáp án. À, vậy thì mình xử lý nó như nào? Ở đây nếu mà còn lấy điểm B là trừ 3 4 thì cũng có, à trừ 3 4 thì cũng không đúng không? Không đáp án đúng không? Vậy cách làm nhá, cách xử lý này. Đó là ở đối với tham số ấy, đối với nhìn tham số thì các bạn không cần phải làm ra đến dòng cuối cùng này. Không cần phải làm ra đến dòng cuối cùng này.
Đó, mà các bạn dừng ở đi qua một điểm và vector chỉ phương thôi. Và sau đó mình kiểm tra đáp án. Kiểm tra như sau nhé. Đầu tiên mọi người kiểm tra cho thầy trước, không phải là C đâu Phương ơi, không phải là C nha. Kiểm tra về vector chỉ phương trước, vector chỉ phương là trừ 1, 1 đúng không? A được không? Chỉ phương là hệ số của T thì trừ 1, 1 này. Đây là cũng là một cái vấn đề mà các hay gặp phải đấy. Đó, cái đề khá là thực tế này. Đó, khi mình lập quy trình tham số thì nhiều khi kết quả mình tính được nó không giống đề bài. Vậy cách mình sẽ làm như nào? Đó là mình kiểm tra dừng, mình không cần phải làm cái dòng cuối cùng nhá. Mình dừng ở dòng đi qua một điểm vector chỉ phương, mình kiểm tra vector chỉ phương trước. A được nhá, A được này, B nào, trừ 1, 1 cũng được này, C trừ 1, trừ 1 không được nhá, C bỏ luôn này, D trừ 1, 1 được đúng không? Rồi bây giờ còn A, B, D. Và sau đó này, bạn thấy đi qua điểm A đúng không? Đi qua điểm A, kiểm tra vector chỉ phương xong rồi, bây giờ kiểm tra đi qua điểm A thì mọi người lắp A vào từng đáp án một. Đáp án nào mà hai cái t ở hai dòng nó giống nhau thì đấy là chính xác. Đó, có nghĩa là bạn thay x bằng 2 nhá, x bằng 2, y bằng trừ 1, x bằng 2 vào đây, y bằng trừ 1 vào đây, thì cái dòng này mình ra được t bằng trừ 1, t bằng trừ 1 rồi, đúng nhá, quanh A nhá, quanh A. Rồi bây giờ thì thử tiếp này, lẽ ra bài tập trắc nghiệm thì mình dừng ở đây được rồi. Rồi thử tiếp cho những bạn còn lại tại sao nó lại sai này. A bằng 2, x bằng 2, y bằng trừ 1. Ở đây mình ra được t bằng 1. Ở dưới t bằng 0 đúng không? Khác nhau không? Mọi người nhìn thấy khác nhau đúng không? Hai cái t ở hai dòng nó phải giống nhau. Đó, vậy đoạn B bỏ này. Thay vào D đúng không? Thay vào D của mình là x bằng 2 này, y bằng trừ 1 này. Vậy t ở đây sẽ bằng t bằng 1, ở dưới t bằng trừ 2. Khác nhau đúng không? Vậy D cũng bỏ. Đó, mọi người nốt câu này vào đi. Đây cũng là một cái vấn đề mà các hay gặp phải trong phương trình tham số. Đó, mình phải làm đề thì mình mới ra được những cái vấn đề là như này. Mình biết là mình chưa cái kiến thức nào mà mình chưa chưa nắm vững. Câu này thì rất ít bạn làm được nhé. Hiển làm sai nha Hiển ơi. Hiển làm sai thì Hiển với cả Phương này. Chữa nha. Đó, đối với mình tham số thì mình chỉ cần đi qua một điểm và vector chỉ phương, sau đó mình kiểm tra đáp án. Vì mình có viết ra thì đôi khi nó không giống đáp án đâu. Kiểm tra vector chỉ phương trước, hệ số của t trước. Nếu mà thỏa mãn rồi thì mình là mình đi qua điểm. Đi qua điểm nghĩa là thay x bằng 2 đấy, đúng không? Vậy đi qua điểm 2 âm 1 đúng không? Thay x bằng 2 y bằng trừ 1. Nếu mà hai cái t ở hai dòng giống nhau thì là bạn chính xác. Xong chưa? Rồi nhá, chuyển này. 16. Bạn nào có vấn đề gì thì hỏi luôn nhá. Có vấn đề gì thì hỏi luôn, bật mic hỏi luôn hoặc nhắn tin hỏi luôn nhá. Đã phải hỏi thì hỏi lại lớp thì được được hỗ trợ luôn. Thì phải hiểu. Học mà không hiểu là khó chịu đấy. 16 nào. 16. Cho hai đường thẳng góc giữa hai đường thẳng delta và delta phẩy. Dấu thức góc thôi. Mười sáu nào. Nào để mà tính góc đúng không? Đầu tiên nhá, để tính góc này, nhắc lại này, bạn nào quên nhá, nhắc lại nhá. Đầu tiên mọi người lấy ra hai vector n hoặc là hai vector u, lấy hai cái nào cũng được. Lấy hai vector n hoặc lấy hai vector u, lấy cái nào cũng được nhá. Thì ở đây thì bài cho tổng quát đúng không? Thì lấy n thôi cho tiện nhá. Vậy đây mình có được n1. Hệ số t này, 1 với cả trừ căn 3. Hệ số xy 1 với trừ căn 3. N2 là 1 với căn 3. Hệ số xy đấy. Và sau đó thì mình có công thức này, có công thức là cos của góc tạo bởi hai đường thẳng thì bằng trị tuyệt đối nhá, có trị đối nhá, góc giữa hai vector thì không cần trị đối. Nghĩa là thì nếu để bảo là góc giữa hai vector n1 và n2 thì không cần trị đối. Nhưng mà góc giữa hai đường thẳng thì mọi người cho thêm một trị đối trên tử này. Tích vô hướng tích độ dài, tích vô hướng này. Đây công thức thôi, nó chỉ đơn giản là công thức thôi. Chia tích độ dài. Đây.
Ở trên tử là dấu trị đối, còn ở dấu ở dưới mẫu là dấu độ dài nhá. Hai cái dấu này cùng ký hiệu như nhau nên mọi người phân biệt. Đây là dấu trị đối này. Đó, còn dấu ở dưới mẫu là dấu độ dài. Vậy thì nó sẽ bằng tích bù đúng không? X nhân x cộng y nhân y thôi. 1 nhân 1 là 1 này. Cộng với trừ căn 3 nhân với cả căn 3 mình được là trừ 3. Trị đối này chia cho độ dài của N1, căn của N1 đây đúng không? Căn của x bình của y bình nhé. 1 này trừ 3 trừ căn 3 bình là 3 nhá. Nhân với 1 này cộng 3. Vậy trên tử mình được âm 2 không? Âm 2 trong trị đối là 2 đúng không? Bỏ trị đối ra là 2 này. Ở dưới mẫu là 4 này, căn 2 là 2. 4 1/2. Căn 4 bằng 2 mà 2 x 2 là 4 này. 1/2 xong rồi bấm shift code nếu mà không nhớ. Đó, shift code 1/6. À shift code 1/2. Chuyển về độ đã, thầy vừa chuyển về Ryan thì các anh chị lớp 11 trở lên thì hay dùng Ryan hơn là độ. Shift code 1/2. Sáu mươi độ đấy. Nếu mà không nhớ thì bấm máy. 17 nào. Hiền ơi, tại sao lại 16 à ngôn 16C không? Ok, khá là nhiều bạn ra được khoảng 17 nào. 17 đâu là phương trình của đường tròn đúng không? Đâu là phương trình của đường tròn thì để phương trình đường tròn nó phải đúng dạng đã, x bình cộng y bình, nhưng mà nó phải đúng dạng nhá, nó phải đúng dạng x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0. Thì ở đây mình bỏ được b này, x bình cộng 2y bình đúng không, x bình cộng y bình thôi. A được, C được, D được, rồi kiểm tra cả ba cái. Điều kiện thứ hai này là có A bình cộng B bình trừ C phải lớn không? Đó. Nhá, đáp án A trước nhá. Bài này bắt buộc phải kiểm tra từng đáp án thôi, không cách nào khác rồi. Thì đáp án A nhá. ABC nào, A bằng A bỏ luôn, A bỏ luôn, A bỏ luôn. Không có xy. Làm gì có xy đúng không? Không có xy. X bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0, không có x y. Bây giờ còn c với cả d, còn c với cả d nhìn c chắc là loại đấy, bởi vì này abc nó bao nhiêu nào, hệ số của x chia âm 2 nhá, trừ 14 chia âm 2 mình được 7, hệ số của y chia âm 2 là được trừ 1, c chính là 2018 đúng không? Vậy ở đây mọi người nhìn thấy a bình là 7 bình này, cộng B bình là 1 bình là 1 này, trừ C là trừ 2018, chắc chắn nó nhỏ hơn không à, không bấm máy đúng không, trừ 2018 là nhỏ hơn không là bỏ C rồi, bỏ C quanh D đó. 17D 18 nhá, nhanh hơn một tí này, 18 phương trình đường tròn đường kính AB, đơn giản đúng không, đường kính AB thì tâm Y chính là trung điểm AB đó, tâm Y chính là trung điểm AB. Vậy thì mình có điểm Y bằng A cộng B chia đôi. 1 cộng 5 là 6 này, chia đôi là 3 này. 1 cộng 3 là 4, chia đôi là 2 này. Y là 32, khoanh được chưa nhỉ? Khoanh được rồi luôn đấy. Khoanh được luôn rồi. B đúng không? Không cần tìm R nữa. Thì có mỗi đáp án là X trừ 3 tất cả bình cộng Y trừ 2 tất cả bình thôi. Tâm Y mới là 32 đúng không? Còn những đáp án còn lại thì không có tâm Y 32 rồi. R thì nếu muốn tính R thêm thì là AB chia đôi. Đúng không? Tính AB rồi chia đôi, bán kính bằng một nửa đường kính. Rồi. 19 nhá.
19 nào. Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm M với đường tròn tại điểm là dạng dễ nhất nhé. Lập phương trình tiếp tuyến tại một điểm là dạng dễ nhất rồi. Ông mời xử lý nhanh nào. 19 nào. À, thầy Vi không làm bài sao ấy nhỉ? Mười chín nào. Đầu tiên nhá, lập phương trình đường tròn cho mạng cho đường tròn đúng không? Cho đường tròn này, cứ auto lấy tâm bán kính nhá, làm gì thì làm. Kiểu gì phải dùng tâm bán kính đúng không? Không dùng một thì cũng dùng hai. Đường tròn đầu tiên lấy tâm bán kính nhá. Tâm y. Tâm y ở đây sẽ là hệ số x chia 2 đúng không? Phương Anh có vẻ yếu mấy cái bài đường tròn nhỉ? Làm bài này chưa đấy? Âm 2 chia âm 2 mình được 1 này. Âm 4 chia âm 2 mình được là 2 này. R bằng căn của A bình cộng B bình trừ C. Căn của một bình là 1 này, hai bình là 4 này. C là trừ 10 đúng không? Là cộng 10. Căn 15 nhưng mà chắc là không phải dùng R hôm nay. Lập phương trình tiếp đứng tại một điểm đúng không? Vậy vẽ hình ra nó sẽ nhìn này này. Đây đúng không? Tại điểm M, nghĩa điểm M chính là cái tiếp điểm này luôn. Tiếp tuyến đây đúng không? Vậy thì mình có được là thứ nhất mình có tính chất là IM vuông góc nhá. IM ngoài D. Rồi, vậy thì thế là đủ để lập được hàng D rồi. Thì ở đây mình có tiếp tuyến là D đúng không? Thì thứ nhất nó đi qua điểm M. Tại điểm M nghĩa tiếp tuyến đi qua điểm M 3 4. Và vector pháp tuyến của nó chính là vector IM. IM vuông góc mà, vuông góc với D mà. Thì ở đây mình có được ND chính là vector IM. Lấy M trừ I thôi. Lấy M trừ đi I. M đây đúng không? I đây. 3 trừ 1 là 2. 4 trừ 2 là 2. 1 1. Ở đây mình có được D. 1 nhân x trừ 3 cộng 1 nhân y trừ 4 bằng 0. X cộng y trừ 3 trừ 4 là trừ 7 bằng 0. Đây nhé. B. Sai A đấy, nhầm rồi. Sửa đi chi ơi, nhầm ở đâu đấy? Sửa đi. B trừ. Nào, tiếp 20. Thì ok, câu elip đúng không? Câu elip thì thấy được là các trường thế là không có chú trọng về quá nhiều về elip vậy đâu, nên là chỉ có một vài câu câu thôi đó. Nên mình tại vì thế là nếu mà còn thời gian thì mình ôn được rất là nhiều đúng không? Mình ôn, nếu mà ôn được hết thì tốt đó, nhưng mà mình cần biết là mình nên học cái gì nhiều hơn, trọng tâm là cái gì. Thì trọng tâm vẫn là phương trình đường thẳng với phương trình đường tròn nhá. Trọng tâm vẫn là phương trình ở phương trình thẳng với phương trình đường tròn. Nguyễn Thị Minh Khai được ạ. Thế là thầy thấy trường Nguyễn Thị Minh Khai là trường rất tốt nhá. Điểm điểm của cái điểm của trường Nguyễn Thị Minh Khai luôn là thuộc tốt, cái trường tốt nghĩa là thuộc tốt cao ấy khi học ấy. Thế nên là học áp lực một tí là đúng rồi, phải có áp lực mới phát mới phát triển chứ. Học dễ quá lại không ấy đâu, không thể không không phát triển lắm. 28 tháng 4 à? 28 ừ, 28 là cũng thi tương đối sớm. Nhưng mà được, không nằm trong kế hoạch đó. 28 thì vẫn ok, còn một tuần nữa để ôn. Thế là mình ôn cũng tương đối rồi. 20 nào, đơn giản nhỉ. 20. A bình bằng 6 đúng không? B bình bằng 5 đúng không? Tiêu cự là 2C nhá. F1, F2 nhá. 2C là tiêu cự. C thì bằng A bình trừ B bình đúng không? Vậy bằng 6 trừ 5 là bằng 1 này. C là 1 đâu? Vậy thì 2C là 2. Thế ôn chung mà thì thế là nếu buổi khó em có thể xem lại record của lớp 10 kết nối à 10 cánh diều nhé. Tuần này thầy cho mọi người ôn những cái câu tự luận khó đấy, rất khó luôn đấy. Thì có thể xem lại lớp cánh diều.
bởi vì lớp mình chậm hơn các bạn đến một buổi đó. Thì đây là buổi cơ bản, nghĩa là đây là vẫn là buổi ôn những cái câu cơ bản. Tuần sau thì mình mới chuyển sang, bởi vì phải chắc phần cơ bản đã đó, sau tuần sau thì mình sẽ chuyển sang những cái bài tập nâng cao, chỉ học nâng cao, nghĩa là chỉ làm câu tự luận đấy. Còn ở đây thì mình vẫn làm một câu trắc nghiệm đúng không, vẫn tương đối dễ, nhưng mà phải chắc những câu dễ chắc chắn nhá. Một câu dễ và một câu khó mà đúng không, thì để sai một câu dễ thì làm một câu khó thì có khi không nên làm thế, thì làm một câu khó mất thời gian hơn đúng không, mà điểm số bằng nhau. 21 này. Ừ, các bạn ra 22, 21 xem chưa? Vậy thì Hương ra 21 chưa? Rồi, Tuyết ra 21 rồi đúng không? Rồi, các bạn có D các bạn xem trước rồi đúng không? Rồi, Hiền ra 21 chưa? Rồi đúng không? Ok. Nào 21 này. Elip đi qua điểm A và một tiêu điểm là 40. Nào, cái dạng bài tập đi qua điểm nhá. Elip mà đi qua điểm này thì luôn gọi elip có dạng x bình trên A bình cộng y bình trên b bình bằng 1. Sau đó đi qua A đúng không? Nghĩa là A 50 thuộc vào elip. Có nghĩa là các bạn lắp x bằng 0, à xin lắp x bằng 5 và y bằng 0 vào phương trình elip. Đó, cứ đi qua điểm nào thì lấy tốc độ điểm đấy lắp vào phương trình. Vậy thì từ đây mình có được là 25 x bằng 25, x bằng 5 trên A bình cộng 0 bình chia cho B bình bằng 1. 0 bình trên B bình thì bằng 0 đúng không? Từ bằng 0 thì cả phân số bằng 0 rồi. Vậy từ đây mình sẽ có được là 25 trên A, hay là A bình bằng 25 đấy. Nhân chéo luôn nhá. A bình bằng 25, vậy A bằng 5 không? Sau đó thì bài nó bảo là tiêu điểm F2. F2 là 40. Thì trong công thức của mình đúng không? F2 là bằng C0 đấy. Vậy thì ở đây C chính là bằng 4 không? C chính là bằng 4 đúng không? Đó, nhưng mà tìm phương trình elip thì mình phải tìm A bình cộng B bình, phải tìm B. Đó, và đây mình có thêm một công thức nữa là A bình bằng B bình cộng C bình. A bình bằng 25 này, B bình chưa biết này, C bình bằng là 16 này. Vậy đây mình ra được B bình bằng 9. Rồi, vậy phương trình elip. Không cần tìm là B nhé, vì phương trình elip là x bình trên B bình rồi. Cộng x bình trên A bình đúng không? Vậy đây mình có được x bình trên 25, bởi vì A bằng 5 mà. Cộng với y bình trên 9 bằng 1. Vậy đáp án chính xác của mình là đáp án B. B. Rồi. Câu 22. 22. Có bạn ra rồi. Có bạn bảo là không có đáp án. Có bạn bảo không đáp án á, có bạn bảo là ra rồi. Ok. Chi ra 22. Tuyết thì lại bảo là không đáp án. Hiển ra bao nhiêu? Nào, hyperbol đúng không? Hyperbol thì nó có phương trình là x bình trên A bình trừ y bình trên B bình bằng 1. Thì ở đây mình nhìn thấy là A bình chính là 20 đúng không? B bình chính là 5 đúng không? Và chú ý nhá, đó là ở hyperbol ấy thì mình lại có được C bình bằng A bình cộng B bình nhá. Đó, vậy thì từ đây mình sẽ có được là C bình thì sẽ bằng là 20 cộng 5 là bằng 25. Vậy thì từ đây mình có được C bằng 5. Hiểu hiểu hiểu, không đáp án là như nào rồi. Không đáp án nghĩa đây phải là dương 5 đúng không? Mình đúng đúng không? Ừ, do lỗi đề là lỗi một chút đúng rồi. Vậy thì F1 là trừ C0 nhá. Trừ C0 là trừ 50. F2 là 50. Rồi, vậy thì lẽ ra nó là A đúng không? Nó bị hơi bị lỗi một tí. Nào, 25 này. À 23 này. Đầu tiên cái đường tròn cứ tìm tâm và kính ra làm gì làm. Tâm Y 2 âm 1 R bằng 5 đúng không? Đường D cắt tại điểm AB rồi. Ok, có nhớ dạng này không? Đường tròn cắt đường thẳng. Đường tròn này cắt đường thẳng này tại hai điểm AB. Bạn nào mà không nhớ thì nốt lại vào luôn vở nào. Câu này thầy viết rất là nhiều lần rồi.
Đó, đường tròn cắt đường thẳng tại điểm AB. Thì nhớ nhá, cái dạng này này, bao rộng thế nhá, phải kẻ từ Y vuông góc đến AB. Nhớ lớp 9 không? Luôn luôn phải có từ tâm phải kẻ vuông dây cùng đúng không? Chắc chắn là phải kẻ đoạn này rồi. Đó, kẻ vuông góc này. Nó là IH. Và H giờ đúng đâu nhỉ? H giờ đúng trung điểm của AB không? Rồi. Và sau đó này thì kiểu gì thì kiểu nhá, cũng phải Pythagore cho ta mang IHA hoặc IHB. Đó, nốt lại trong vở các bạn rồi đấy. Bạn vở giờ cái phần vị trí tương đối của đường tròn ra mà xem. Vị trí tương đối của đường tròn. Đây vị trí tương đối của đường tròn với đường thẳng. Rồi, và bây giờ mình tính nha đúng không? Thì ở đây mình sẽ cần phải Pythagore cho các IHA hoặc IHB thì IH thì chính là IH thì chính là khoảng cách từ điểm Y tới thẳng D không? Từ điểm Y mà kẻ vuông góc đường thẳng thì IH được gọi là khoảng cách đúng không? Tính IH trước nhé. IH này chính là khoảng cách từ điểm Y tới đường thẳng D. Và đó bằng đây. Lấy Y lắp vào D thôi, lấy Y lắp vào D. Y là 2 âm 1 lắp vào đây. 2 này. Trừ 1 này. Trừ 2 này. Chia căn của A bình là một bình này, cộng với B bình là một bình nữa đây, một bình là một nhá, hai hai hết này, trên tử còn lại là một, thật ra đó là trừ một mà trong trị tối là một đấy, một trên căn 2. Ok, IA là một trên căn 2. Sau đó thì IA chính là R bằng 5 không? Rồi sau Pythagore mình tính được AH nhân đôi mình ra được AB không? AB bằng 2 AH mà đúng không? Đó, Pythagore nhá. Pythagore cho tam giác IHA IA bình bằng IH bình cộng AH bình 25 này. IH bình bằng 1 phần 2 này. AH bình chưa biết này. Vậy từ đây mình có được AH luôn nhá, căn luôn nhá. 25 trừ 1 phần 2 xong căn. Bảy căn 2 trên 2. Nhưng mà để bài hỏi AB nhá. AB bằng 2 lần AH nhân 2 nữa thì bằng 7 căn 2 thôi đúng không? Đó, đây là kết quả nhá, AB bằng 7 căn 2 là chính xác bằng D. Đó, ở trung tâm một mình lúc lúc 11 giờ kém 20 sợ quá. Thỉnh thoảng nó có cái tiếng gì ở ngoài hành lang. Ok, tiếp. 23 rồi, 24. Xong chưa? Ngồi xong chưa 23 chưa? Ok, xong chưa nhỉ? Phương Phương hiểu câu 23 không? Hiểu đúng không? Có gì đâu mà không hiểu đúng không? Rồi, 24 đã. 24. Một quả bóng được ném lên độ cao ban đầu là 1 m so với mặt đất. Biết rằng quỹ đạo bay của quả bóng là một parabol. Kể từ lúc ném lên, sau 1 giây, quả bóng đạt độ cao 10 mét. Sau 3,5 giây, nó ở độ cao 6,2 mét so với mặt đất. Trong khoảng thời gian t giây nào sau đây, quả bóng có chiều cao hơn 12,25 mét? Ok. Thì như này nhá, quả bóng đúng không? Đầu tiên là nó được ném lên với cái đây, một cái ném bóng đúng không? Thì đầu tiên là nó cách mặt đất là 1 m này. Rồi, và sau đó thì quỹ đạo bay là một cái parabol đúng không? Quỹ đạo bay là một cái parabol. Kể từ lúc ném lên sau 1 giây thì bóng đạt được độ cao 10 mét. Ok, vậy thì từ từ mình xử lý cái dữ liệu đầu tiên đã. Quỹ đạo bay là một cái parabol đã. Quỹ đạo bay là một cái parabol, vậy thì cái độ cao, cái chiều cao của cái quả bóng này này
hoặc là gọi là cái gọi là cái phương trình chuyển động, không muốn dùng cái từ đấy lắm, nó hơi bị kiểu nghe nó hơi bị khó đó. Thì bạn hình dung là cái độ cao của bóng thì nó sẽ được đo bằng cái công thức là phương trình của parabol ấy, y bằng y bình đúng không, bằng 2 px đúng không, các bạn được học về cái này đúng không, phương trình của parabol y bằng 2 p nhân x, y bình bằng 2 p nhân x rồi. Và ở đây mình sẽ có được là câu này thầy lại không muốn làm theo kiểu này lắm, câu này muốn làm theo kiểu này đây, câu này thầy sẽ làm theo kiểu và y bằng a, vì mình nên làm cái parabol, nghĩa là mình nên gọi parabol, mình sẽ không gọi phương trình của parabol, mình sẽ dùng cái phương trình bậc hai, mình sẽ dùng cái bài phương trình bậc hai, bởi vì phương trình bậc hai của đồ thị là một cái parabol đúng không, thì dùng cái đấy nó mới đầy đủ. Thì ở đây mình sẽ gọi là y bằng ax bình cộng bx cộng c, đây thầy muốn dùng cái này đó. Thì đầu tiên nhá, đó là ở đây mình phải tìm được cái phương trình, mình phải tìm những nhiệm vụ ở đây này. Đầu tiên mình phải tìm a b và c đó, mình nhìn được a b và c thì x ở đây chính là thời gian nhá, x ở đây chính là thời gian đấy, x ở đây chính là thời gian, chính là t đấy, hay là mình gọi là y bằng a t bình nhá cộng b t cộng c, là mọi người sẽ hình dung hơn đó. Ẩn ở đây là ẩn thời gian nào, ở đây là ẩn thời gian đó, t chính là thời gian này và y chính là độ cao nhá, y chính là độ cao đó. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên mình phải tìm abc đã, mình đi tìm abc đã. Thì đây thì bạn bảo là được ném từ độ cao ban đầu 1 m so với mặt đất, thì có nghĩa là tại điểm t bằng 0, t bằng 0 thì y bằng 1, nghe chưa ném gì thì nó có độ cao bằng 1 không đó. Vậy thì đầu tiên t bằng 0 thì y bằng 1, vậy thì mình có được y bằng 1 này, t bằng 0 lắp vào đây, a nhân 0 bình cộng b nhân 0 cộng c, vậy thì đây mình có được c bằng 1. Rồi tiếp theo sau 1 giây, nghĩa t bằng 1 ấy, thì có là 10 mét đúng không, vậy có nghĩa là t bằng 1 thì y bằng 10 đó. Vậy thì mình lắp vào đây 10 bằng a nhân 1 bình cộng b nhân 1 cộng c đó, hay là mình c bằng 1 rồi, c bằng 1 rồi, vậy thì mình có được c bằng 1 rồi nhá, c bằng 1 đây này, thì mình có được a cộng b bằng 9 đâu, chuyển về đầu dấu nhá. Sau đó này, tại thời điểm 3,5 giây thì nó độ cao 6,25 mét, nghĩa t bằng 3,5 thì y bằng 6,25. Đã lắp ở đây. Vậy thì mình có được là y bằng 6,25 này bằng a nhân 3,5 bình này cộng b nhân 3,5 này cộng c nhá, là cộng 1 đúng không? Rồi, sao đây mọi người? Đó. Ở đây mình có được là 3,5 bình. 3,5 bình là 40, là 12,5. 12,25, 12,25. A cộng 3,5B chuyển một sang về bên kia nhá, thành 5,25. Đó, rồi bấm máy tìm AB. Bấm máy tìm AB. 1 1 9 này, 12,25, 3,5, 5,25. A bằng -3, B bằng 12. A bằng -3, B bằng 12. Vậy tóm lại là cái phương trình, cái quỹ đạo chuyển động của cái quả bóng này thì nó được có phương trình là y bằng -3t bình cộng 12t c bằng 1 đúng không? Đây. Đó. Rồi, mọi người hiểu vấn đề chưa? Sau đó đây bà bảo là trong khoảng thời gian t giây nào sau đây thì quả bóng có chiều cao lớn hơn 12,25. Đây, y chính là chiều cao của nó đúng không? Bây giờ cho nó lớn hơn 12,25. Các bạn giải phương trình bậc hai như bình thường ấy, giải phương trình bậc hai như bình thường đó
Nào, giải nhá. Ở đây mình có được là chuyển vế đổi dấu sang đúng không? Trừ 3t bình này cộng 12t này chuyển ngay sang thành là trừ 11,25 lớn hơn 0. Rồi dùng trong trái ngoài cùng đấy, bấm máy tính ra được hai nghiệm bao nhiêu đấy. Trừ 3 này, 12 này, trừ 11,25. Đây, 2,5 với cả 1,5. 1,5 với cả 2,5. 1,5, 2,5. Trong trái 3 âm nhá, trong trái là dương, ngoài cùng là âm đúng không? Dương này, âm này, âm này. Mình cần lấy lớn không? Vậy thì mình lấy trong khoảng hai nghiệm. Vậy tóm lại là 1,5 nhỏ hơn t, nhỏ hơn 2,5. Đây là kết quả. À, chính xác là bạn A. Đó. Cố lên, đang trong giai đoạn mà ai bận mà, ai bận mà. Tầm này thì làm gì có ai tên là rảnh đúng không? Áp lực quá. Thế làm sao mà lên lớp 11, lớp 12 mà trụ được. Cố lên. 25 nào. Từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau, các chữ số phân biệt. Khác nhau đấy, phân biệt nghĩa khác nhau đấy. Trong đó có hai chữ số lẻ và hai chữ số chẵn. Hai chữ số lẻ và hai chữ số chẵn. Nào, làm nào. Có máy đáp án nào các bạn ơi? Làm nào, 25 nào. 4 chữ số phân biệt. 2 lẻ 2 chẵn. 4 chữ số phân biệt 2 lẻ 2 chẵn. Đơn giản mà. Nào, đầu tiên mình liệt kê nhá, có bao nhiêu số chẵn hơn số lẻ đúng không? Số chẵn. 2 4 6 3 số đúng không? Số lẻ. 1 1 3 5 7 4 số đúng không? Bài không số 0 thì chả lo, bài không số 0 không lo rồi. Bài sợ bài số 0 thôi, bài không số 0 thì một phát xong luôn. Nào, làm nào, các làm được mà. Mọi số cần tìm là ABC đây, ABCD đây. Rồi, xếp chọn hai số chẵn rồi xếp vào hai vị trí. Chọn hai số này rồi xếp vào hai vị trí là xong thôi. Nào, làm nào các bạn ơi. Bao nhiêu được, có bao nhiêu bản nào? Cố lên một tí nữa thôi. Nào. Chọn hai số chẵn đúng không? Chọn hai số chẵn, chọn hai số chẵn. Rồi xếp vào hai vị trí đúng không? Rồi xếp vào hai vị trí. À, từ từ khoan, câu này chứ phải là như này nhá, nên làm như này nhá, ba bước, coi nên bàn ba bước. Bước một chọn hai số chẵn C23. Bước hai chọn hai số lẻ C24. Sau đó bước 3, sau khi mình đã chọn được hai số chẵn hai số lẻ rồi đúng không, là mình có được bốn số đúng không, là mình có được bốn số rồi, mình xếp bốn số này là bốn vị trí. Mày hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, mới chọn hai số chẵn hai số lẻ đúng không, nghĩa là mình đã chọn được hai số chẵn rồi hai số lẻ rồi, mình đã có bốn số rồi, rồi mình xếp bốn số này vào bốn vị trí A B C D đó, xếp bốn số đã chọn vào bốn vị trí, bốn dãy thừa, bốn số và bốn chỗ mà hoán vị mà. Vậy từ đây mình sẽ có được số cách xếp sẽ là nhân lại với nhau đúng không, vì cái công việc của mình nó phải thực hiện cả ba bước thì mới xong công việc mà, nhân với nhau đó, C23 nhân C24 nhân bốn dãy thừa đây nha, 3 3C2 nhân 4C2 nhân 4 dãy thừa
432. B. Đó. Rồi. Cố gắng nhá, cố gắng thêm một câu tự luận nữa. Thêm bài tự luận nữa. Rồi. Nào. Xong chưa mọi người, xong chưa? Chụp lại nhá. Nào, thêm một bài tự luận nữa, bài nào mà cần làm đúng không? Bài 1 này. Bài 2 là bài đếm này. Bài 3 là bài phương trình đường tròn. Bài 4 là một cái bài bài này là bài dùng thế tức lượng tam giác, tính độ dài các cạnh hay dùng định lý sin lý cos đấy. Nào, bây giờ mình chọn một bài để làm nhé, chọn một bài để làm. À, thích bài nào? Chọn bài nào ta? Bài phương trình đường tròn. Phương trình tròn ở đây có phương trình tiếp tuyến này đúng không? Phương trình tiếp tuyến, phương trình đường thẳng. Để xem nào, mình nên làm một câu gì? Bài này thì bình phương hai vế rồi, thôi bài một thì thôi nha, một thì chắc chắn bỏ rồi này. Một thì không cần làm, không âm ấy, không âm thì thầy nói qua một chút ấy. Không âm nghĩa là không âm nghĩa là lớn hơn bằng không ấy, với mỗi x đúng không? Đó, vậy thì từ đây mình sẽ tương đương với là cứ nhìn với x nhá, là cho delta nhỏ hơn không này, bằng thì cứ bằng ở đây đúng không? Thì số a sẽ cùng dấu fx, fx lớn lớn bằng không này, a lớn không, cái câu này thầy dạy các bạn rồi. Đó, mọi người nốt lại nhé, bạn nào mà chưa biết làm thì có thể nốt lại. Không âm nghĩa lớn bằng không. Đó, với mấy. Thì dùng công thức thôi, delta hoặc delta phẩy nhỏ bằng không và a lớn không. Bài 2 một bài đếm. Câu 1 dễ thôi. Chỉ nhá. À câu 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 3 nhá, câu 3B nhá. Câu 3B nhá, 3B đi. Đây là câu có thể thi, bởi vì cái câu 4 ấy là câu mà nó dùng hệ thức lượng thì xin thì cốt này, thì câu này thầy đấy là không có quá nhiều đề cương có, nhưng mà hình như đề cương của bạn Hương có thì phải câu này đúng không, mấy câu bài bài toán thực tế như có, hình như thế, nhớ không nhầm là như vậy. Thôi hỏi mình sẽ làm một câu nào mà nhiều trường sẽ thi nhá. Câu phương trình đường tròn, phương trình đường thẳng chắc chắn là trường nào cũng thi rồi. Đó thì mình chọn câu 3B nhé, để mình làm câu cuối nhé, 3B. 3B nào mọi người, 3B, cố gắng, 3B. Nốt câu này cho phương trình đường tròn đúng không? Auto lấy tâm bán kính ra, làm gì thì làm. 3 không phải làm nhé, 3B, 3 thì đơn giản rồi. Đi qua M và song song ấy à, đây, đơn giản rồi, B luôn nhé. Đường tròn này, auto lấy tâm bán kính nhé. À, cái câu mà hai tiếp tuyến vuông góc ấy, cũng hay thi nhá. Thầy vừa chữa lại cho các bạn sách cánh diều xong. À, cái câu mà tiếp tuyến mà vuông góc với nhau cũng hay thi, hay hỏi. À, tâm y trừ 8 thì là 4 đúng không? Chia âm 2 đúng không? Cái số x chia âm 2. 6 chia âm 2 mình được trừ 3. R bằng căn của A bình cộng B bình trừ C. Đấy, nó bằng là 16 này cộng 9 này, C là 21 đúng không, trừ 21. Vậy thì đây mình có được là 25 trừ 21 là còn 4, căn 4 là 2. Rồi. Ok. Tiếp này. Họ hai tiếp tuyến của đường tròn tại A và B vuông góc với nhau tại điểm N. Đây là dạng bài tập 2 tiếp tuyến vuông góc, có thể thấy rằng là trong đề thi của rất nhiều trường có cái câu này nhá, thường rơi vào ý cuối cùng đấy. Đó rồi thì thường dẫn mọi người làm câu này này, hai tiếp vuông góc đúng không, thì mọi người vẽ hình ra trước này, vẽ ra trước thì vẽ hai tiếp tuyến trước nhá, hai tiếp tuyến trước này vuông góc với nhau này, rồi xong vẽ đường tròn ở trong này. Đó. Đã, nó như này. Hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.
tâm y này. Đây là A, đây là B đúng không? Hai cái vuông góc với nhau nghĩa là vuông tại đây này. Đó, vuông tại N đúng không? Đây là góc vuông này, N này. Thì cái này vuông sẵn rồi, cái này vuông sẵn rồi. Đó. Vậy thì ở đây mình có một cái nhận xét nhá. Đó là cái hình IANB là hình gì nè mọi người? IANB hình có ba góc vuông là hình chữ nhật thôi. Nhưng mà chữ nhật lại có thêm IA và IB nữa vì bằng R mà. Hình chữ nhật lại có hai cạnh kề bằng nhau thì đây là hình vuông nhá. Đây là hình vuông. Đó, vậy ở đây mình có được rút ra cái nhận xét đầu tiên. Đó là IANB là hình vuông. Đó. Rồi. Ở đây bài yêu cầu mình tìm N đúng không? Bài yêu cầu mình tìm N. Đó thì mình phải gọi NAB ra, đúng không? Tìm NXY ra. Tìm N mà. Đó, ở đây mình có được điểm N cho đỗ XY. Thì cái phương trình đầu tiên là phương trình gì này? Cái phương trình đầu tiên đó là phương trình mà mình sẽ dùng Pythagore cho tam giác IAN. Đó, hoặc là IBN. Đó, cái phương trình đầu tiên nhá có. Xét tam giác IAN. Vuông tại A đúng không? Thì mình có được IA bình cộng AN bình bằng IN bình, hay viết ngược lại đi, IN bình bằng IA bình cộng AN bình. Rồi. Thì nhưng mà đây là bởi vì đây là hình vuông, thế nên là AN bằng IA và R bốn cái bằng nhau bằng R đó, mà R đây có bằng hai rồi, cái bằng hai này, cái bằng hai này, cái bằng hai, cái bằng hai đúng không? Đó, vậy thì ở đây mình có được IN bình sẽ bằng cái này là hai bình đúng không? Hai bình cộng hai bình là 8. 4 cộng 4 là 8. Rồi, mà IN thì mình tính vector IN ở trước đúng không? Mình tính vector IN ở trước. Mình có được vector IN. Các bạn lấy N trừ I thôi. NXI này, I là 43 này, 483 này. Vậy thì mình có được X trừ 4 I cộng 3. Vậy thì từ đây mình có được IN thì bằng căn của IN bình rồi đúng không? IN bình thì đã mất căn rồi đấy. Đó, mất căn luôn nhá. X trừ 4 tất cả bình cộng I cộng 3 bình không? Bằng 8. Đó. Hiểu vấn đề đúng không? IN thì bằng căn của X trừ 4 tất cả bình cộng I cộng 3 tất cả bình. Nhưng mà đây là IN bình rồi, mất căn rồi. Rồi, đây là một phương trình nhá. Cứ để nguyên phương trình ở đây. Tiếp theo đề bài nó bảo là điểm N lại thuộc được hàng D. Điểm N thuộc được hàng D, nghĩa là tọa độ điểm N thay vào D nó phải đúng. Có nghĩa mình có được x cộng y bằng trừ 1. Đó, mà mình có N thuộc D. N thuộc D, vậy từ đây mình sẽ suy ra được là x cộng y trừ 1 bằng 0. Đó, và đây mình sẽ dùng phương pháp thế. Ở đây coi như mình có được hai phương trình ấy. Đây mình thứ một này, đây mình thứ hai này. Đó, mình thế thôi, mình rút một ẩn ra thần còn lại. Ở đây bạn thích rút x hay rút y ra cũng được, x nha nhá. X bằng đẩy sang vế còn lại nào, 1 trừ y. Đúng không? Đẩy đẩy sang 1 trừ y. Rồi thế vào 2 nhá, à thế vào 1 nhá. Thế vào 1. Thế vào hình thứ nhất. Đó là mình tìm x y mà, cái nhiệm vụ đây là mình tìm được x y. Rồi, thế vào hình thứ nhất thì mình được cái gì? Lắp x này, chỗ x này thì thay bằng y trừ 1. Vậy thì mình được là 1 trừ y. 1 trừ y trừ 4 này. Bình này cộng y cộng 3 bình bằng 8. Rút gọn đi, 1 trừ 4 là âm 3 trừ y tất cả bình cộng y cộng 3 bình bằng 8. Rồi, đến đây mọi người nhân bung ra cũng được, hoặc là nhìn thấy biểu thức này đúng không? Cái này là cái mà ngày xưa đi học thì cũng rất là sợ cái biểu thức kiểu nhỉ. Đó, thì ở đây có một cách xử lý nhá. Các bạn chú ý là mình có được a bình bằng trừ a tất cả bình. Đó, vậy nếu mà trong bình phương ấy mà nó nhiều dấu trừ thì mọi người thêm dấu trừ vào trong bình phương thoải mái nhé, thêm dấu trừ vào đây. Đó, a bình thì cũng bằng trừ a bình, và thêm dấu trừ vào trong bình phương thoải mái. Vậy đây nó thành là cho thêm dấu trừ vào nhá, 3 cộng y không bình không, đó cộng y cộng 3 bình bằng 8. Ở đây các bạn nhân bung ra cũng được thôi, nhưng mà ở đây mình nhìn thấy hai giống nhau này,
Đấy thì nó bằng 2 nhân y cộng 3 bình bằng 8. Vậy tương đương với y cộng 3 bình bằng 4 không? Đó, hai trường hợp đúng không? Hai trường hợp luôn nhá. Y cộng 3 bằng 2 và y cộng 3 bằng trừ 2. Đó, từ đây mình tìm được y. Y bằng trừ 1 hoặc y bằng trừ 5. Rồi, thế ngược lại với đây tìm được x. Ở đây mình có được x của mình sẽ bằng 1 trừ y bằng trừ 1 đúng không? Trừ trừ 1 là cộng 1 đâu. X bằng 2. Y bằng 1 âm 5 đúng không? Trừ trừ 5 là cộng 5 nhá. Chứ x bằng 6. Vậy thì đây mình có được hai điểm N. N trừ 1, 2. Và điểm N của mình sẽ là trừ 5, 6. Trừ 1, 2 và trừ 5, 6. Rồi, chính xác. Đây là dạng bài tập hai chiếc tuyến vuông góc với nhau, rất là hay hỏi trong các đề thi nhé. Mọi người chữa lại cẩn thận đây, hay hỏi lắm đấy nhá, chữa mấy đề có đấy. Cái quan trọng nhất là gì? Cái quan trọng nhất là cái nhận xét được cái này này, cái IANB là hình vuông, và sau đó thì mình sẽ Pythagore này. Pythagore này có dùng nhiều này, Pythagore này. Đó. Pythagore cho các IAN để mình tìm được một phương trình có điểm N đấy. Và cái phương trình thứ hai thì tùy từng bài. Đó, phương trình thứ hai ở đây bài cho N thuộc vào đường hàng D thì mình có thêm một cái phương trình nữa. Đó, và sau đó thì mình cố gắng mình giải được y đó. Rồi. Ok nhá. Vậy thì bạn nào chép xong rồi thì buổi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật.